Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến thư viện. Chúng ta sẽ nói về cách sử dụng một số thư viện cơ bản, cách nhập xuất cũng như là làm thế nào để bạn tự tạo một thư viện riêng cho chính bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về vấn đề về nhập xuất trên tập tin. Vì đây là thao tác mà các bạn sẽ phải làm rất là thường xuyên. Các bạn đương nhiên sẽ có nhu cầu là đọc từ file cũng như ghi xuống file. Do đó các bạn chú ý phần này một tí. Như vậy thì đối với C++ thì nó cung cấp cho các bạn một cái thư viện dùng để làm việc với các cái tập tin. Thư viện đó tên là fstream hay chính là filestream. Thì stream là gì? Stream là dòng. Có nghĩa là nó sẽ nhìn cái tập tin của các bạn giống như một cái dòng dữ liệu đọc theo tuần tự, được không nào? Và cái cách để nhập xuất thì các bạn có thể khai báo một cái biến có kiểu là hoặc là input file stream, hoặc là output file stream, hoặc là đơn giản là file stream thôi. Như vậy thì tại vì sao lại phân ra nhiều loại như vậy? Thứ nhất là đôi khi chúng ta chỉ có nhu cầu đọc thôi thì chúng ta sẽ dùng input file stream. Đôi khi chúng ta có nhu cầu tạo file và ghi dữ liệu lên đó thôi, như vậy chúng ta sẽ cần output file stream. Và đôi khi chúng ta cần cả hai, đôi khi chúng ta mở file để đọc và đồng thời update nội dung của file, như vậy chúng ta sẽ cần cái file stream này. Và như vậy có nghĩa là input file stream và output file stream là hai cái tập con của cái file stream. Cái này tổng quát hơn nha. Rồi. Như vậy thì các bạn có thể mở một file đơn giản bằng cái phương thức gọi là open của file stream. Phương thức open này thì nó có thể nhận vào nhiều đố số chứ không phải có một, nhưng mà tối thiểu là các bạn phải cung cấp cho nó một đố số. Đố số đó chính là tên của cái tập tin mà bạn muốn mở. Thì tên ở đây chính là đường dẫn, có thể là tuyệt đối, có thể là tương đối, tùy thuộc vào cái cách bạn viết cái đường dẫn nha. Rồi, như vậy thì khi mà bạn kết thúc làm việc với tập tin thì tốt nhất là các bạn nên gọi cái phương thức close này để đóng tập tin. Thì phương thức close này không có cần đóng, xin lỗi, không có cần cung cấp bất kỳ tham số nào hết, các bạn chỉ cần đơn giản là gọi nó thôi. Khá là dễ đúng không nào? Các bạn có thể nhìn một cái ví dụ đây để các bạn hình dung ra được cái cách chúng ta làm việc. Như vậy thì IO stream này là một cái dòng nhập xuất. Như vậy file stream cũng là một cái dòng, nhưng mà thay vì là cái console chuẩn mà các bạn làm việc thì bây giờ nó là cái tập tin. Như vậy cái ngôn ngữ này nói chung nó quan điểm như thế này: cái console của bạn nó nhìn như một tập tin mà thôi. Như vậy có nghĩa là bất kỳ cái thao tác gì mà các bạn đã từng làm việc với console, bao gồm đọc và ghi, thì các bạn cũng đều có thể làm việc trên cái file stream. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản. Như vậy thì trong cái ví dụ này, cái các bạn đang thấy là chúng ta khai báo một cái biến là IFS. Biến này có kiểu là input file stream, có nghĩa là nó hỗ trợ cho các bạn cái việc đọc từ cái file đó. Như vậy tôi có thể mở cái file đó, và cái file tôi đang muốn mở là file này chẳng hạn. Vậy thì cái tham số thứ hai mà bạn có thể cung cấp cho nó đó chính là cái chế độ đọc. Thì chế độ này là chế độ mặc định, là input file stream input, tức là chỉ đọc thôi. Thì tôi có rất nhiều hàm bạn có thể truy xuất trong cái phương thức của input file stream. Cái hàm dễ nhất mà các bạn thấy ở đây là hàm get, thì nó đọc một ký tự. Sau khi đọc một ký tự thì cái con trỏ đọc của các bạn nó sẽ chuyển qua cái ký tự tiếp theo. Như vậy các bạn hình dung như thế này: cái file của bạn bây giờ nó giống như là một cái luồng như thế này. Bắt đầu giả sử như trong cái file của bạn nó ghi như thế này: A, B, C, khoảng trắng, D, E, F, xuống dòng, H, J, L. Rồi có một cái ký tự kết thúc file chẳng hạn như vậy. Như vậy thì khi bạn mở file ra thì cái đầu đọc của cái file á, nó sẽ nằm ở cái ký tự đầu tiên hay là cái byte đầu tiên của cái file. Cái này nó gọi là
Reading Pointer. Các bạn đọc tài liệu thì nó có thể dùng những cái tên khác nhau, nhưng mà điều đó không quan trọng. Các bạn hình dung là có một cái biến, một cái giá trị nó lưu giữ cái vị trí hiện tại của cái đầu đọc, và nó cũng có một cái đầu ghi nếu như bạn có một cái file ghi. Vì đối với cái input file stream thì bạn chỉ quan tâm tới đầu đọc thôi. Và khi bạn gọi cái get này nè thì nó trả về cho bạn cái ký tự A, là ký tự đang ở vị trí hiện tại, và ngay sau đó cái đầu đọc của bạn nó sẽ chuyển sang cái vị trí tiếp theo. Được chưa nè? Khá là dễ. Ngoài ra thì trên cái dòng nhập các bạn có thể dùng một cái phương thức gọi là phương thức kiểm tra trạng thái. Ví dụ như trường hợp này tôi đang gọi cái phương thức good. Nhờ các vòng lặp mà các bạn đang nhìn thấy ở đây là gì? Trong khi mà cái dòng nhập của các bạn vẫn không bị lỗi thì tôi sẽ xuất ra cái ký tự tôi vừa mới đọc, xong rồi tôi lại đọc tiếp cái ký tự. Như vậy hình dung là sẽ đến một lúc nào đó mà cái reading pointer của bạn á nó chỉ đến cái vị trí cuối cùng này rồi, tức là không còn gì để bạn đọc nữa. Thì lúc này cái lệnh good này nè, sau cái lệnh đọc cuối cùng của các bạn này, sau khi cái lệnh đọc này nó fail thì cái good này nó sẽ trả về false, tức là sai, thì vòng lặp của bạn sẽ kết thúc. Như vậy thì cái lệnh mà các bạn đang nhìn thấy ở đây á, mục tiêu của nó là gì? Đọc từng ký tự của file, xuất ra console, và cho đến khi hết file thì nó kết thúc và các bạn thực hiện đóng file ở đây. Khá là đơn giản đúng không? Khi các bạn muốn xuất ra thì cũng không có gì khó khăn, nó cũng tương tự như cái kia thôi, cũng phải mở một cái file đúng không nè, rồi các bạn xuất ra console như thế nào thì bây giờ các bạn xuất ra trên cái file y chang như vậy đúng không nè, và cuối cùng là đóng file. Vậy làm việc với tập tin mà đương nhiên là khi các bạn mà thành thục các cái thao tác trên tập tin rồi thì các bạn có thể tham khảo những cái vấn đề nó sâu hơn một tí, ví dụ như là về chuyển con trỏ rồi định vị con trỏ rồi vân vân. Nhưng mà tạm thời ở cái mức hiện tại khi các bạn mới làm quen với ngôn ngữ này thì cái cách mà các bạn làm việc với tập tin, các bạn hãy nhìn nó như là cái console. Ha, bạn muốn xuất ra cái tập tin gì thì bạn cứ dùng cái phương thức xuất trên cái console tương tự, được không nè? Rồi, đó là một số cái phương thức. Ở đây tôi có list cho các bạn một danh mục những cái hàm phổ biến mà các bạn có thể dùng, và tôi sẽ giải thích sơ qua một số cái. Thứ nhất là cái toán tử xuất này, toán tử xuất này giúp cho các bạn xuất ra cái tập tin. Ha. Put này dùng để xuất ra một ký tự thôi, còn cái này là toán tử trên này là toán tử chung ha, dùng để xuất bất kỳ cái gì, còn put này chỉ là một ký tự thôi. Write thì lúc này cái lệnh write này nó làm việc trên dữ liệu nhị phân là nhiều, do đó các bạn write thì các bạn có thể write bất kỳ cái gì, có thể viết một khối dữ liệu lên trên cái tập tin luôn cũng được. Tailp sẽ trả về cho các bạn cái vị trí hiện tại của cái con trỏ đọc ghi. Được chưa? Cái setp sẽ giúp cho các bạn di chuyển con trỏ đọc ghi tới vị trí nào đó trên file. Hàm plus, à tôi giải thích cái hàm plus này cho các bạn một tí. Thực ra khi các bạn làm việc với tập tin á thì những cái thao tác đọc ghi của các bạn nó sẽ không thực hiện một cách trực tiếp, mà nó sẽ thông qua một cái gọi là buffer. Khi nào cái buffer đầy thì cái dữ liệu của bạn mới được đẩy xuống tập tin hoặc là sử dụng. Do đó thì thỉnh thoảng khi các bạn ghi một cái dữ liệu gì đó thì chưa chắc là tại thời điểm mà bạn gọi cái lệnh ghi đó là nó đã ghi dữ liệu xuống file bạn liền đâu, mà nó sẽ chờ. Đúng không nè? Nhưng mà một số cái tình huống, đặc biệt là giả sử như tới lúc đó bạn muốn cái dữ liệu của bạn được ghi thẳng xuống file luôn mà không có cần chờ nữa, thì lúc đó bạn gọi cái hàm plus này. Hả? Đó là một trong những cái phép giống như là ép cái dòng file nó ghi xuống. Cái phương thức good này trả về cho các bạn cái trạng thái của dòng nhập xuất. Nó sẽ trả về true nếu như dòng nhập xuất của bạn không bị lỗi, và nó sẽ trả về false nếu như dòng nhập xuất của bạn bị lỗi. EOF sẽ trả về cái trạng thái là cuối file hay không.
Như vậy cái đầu đọc của bạn là tới cuối file rồi thì else sẽ trở về là true và ngược lại thì nó trở về false. Tương tự thì fail và bad thì nó hơi hơi giống giống nhau một tí nha. Nhưng mà nó có một số cái đặc điểm hơi khác biệt. Cái này các bạn đọc tài liệu các bạn sẽ được giải thích chi tiết hơn, nhưng mà trong hầu hết các trường hợp thì cái cờ fail này, tức là cái bad bit á và cái fail bit á là nó không có khác nhau nhiều ha, được không nào? Cái hàm cái phương thức fail này nó sẽ trả về là true nếu như fail bit hoặc là bad bit được bật, một trong hai thôi. Nhưng mà cái hàm bad này thì chỉ cần bad bit được bật nó mới trả về true, còn fail bit nó không quan tâm, được không nào? Như vậy bad và fail thì cái định nghĩa nó hơi hơi nhập nhằng một tí, đôi khi các bạn không quen thì các bạn có thể có một số cái bối rối. Nhưng mà cái này là cái động cơ giúp cho các bạn đọc tài liệu ha. Có những cái document mà tôi gửi cho các bạn, ví dụ như những cái đường link ở đây là những cái nguồn tham khảo rất là quan trọng mà các bạn phải chịu khó đọc ha. Rồi, thì khi các bạn làm việc với file á, các bạn sẽ thấy là chúng ta có nhiều cái chế độ đọc ghi file. Thì chúng ta có đây là in là input nè, out là output nè, binary là mở file ở chế độ nhị phân nè, AET là at the end nè, app này là append nè, và trunk này là truncate. Thì mỗi cái nó có một cái ý nghĩa khác nhau. Binary này thì các bạn biết rồi, at the end có nghĩa là mở file ra rồi di chuyển cái con trỏ đọc ghi tới cuối file. Append có nghĩa là cũng mở file ra và di chuyển con trỏ ghi tới cuối file. Lúc đó các bạn ghi thì nó sẽ bắt đầu ghi từ cái cuối vô. Truncate có nghĩa là mở file ra và tất cả những nội dung hiện tại thì xóa hết, bỏ hết. Ha. Chú ý những cái chế độ mở đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua một tí về làm việc với chuỗi. Thì thật ra làm việc với chuỗi cũng không khó lắm, các bạn có thể tham khảo cái thư viện này, nó có document hết rồi. Thì các bạn muốn làm việc với chuỗi thì các bạn có thể xử lý thô thông qua những cái thao tác mà các bạn làm việc với từng ký tự, hoặc có thể các bạn muốn sử dụng cái thư viện string này. Hai cách ha. Thì trong C cộng cộng á, nó hỗ trợ cho các bạn hai loại string. Một loại gọi là literal string, có nghĩa là một cái chuỗi ký tự thuần túy. Như vậy một cái chuỗi trong C cộng cộng sẽ là một chuỗi các ký tự và kết thúc bởi cái ký tự xuyệt không. Xuyệt không chính là giá trị không. Ví dụ như tên của tôi thì ví dụ như cái dòng chữ Welcome to Fundamental of Programming, đúng không? Rồi. Như vậy cái chuỗi này được biểu diễn trên ngôn ngữ sẽ là một dãy các ký tự. Và cái ký tự cuối cùng mà các bạn có chính là ký tự xuyệt không này. Thì ký tự này thật ra nó là một cái giá trị thôi, giá trị không, nó không là gì hết, nó chỉ là giá trị không thôi, rất là đơn giản ha. Rồi, nhắc cho các bạn như vậy để các bạn biết là chuỗi trong C cộng cộng thì đơn giản chỉ là một dãy các ký tự thôi. Tuy nhiên là có một cái loại chuỗi khác mà nó được quản lý rồi, thì cái loại đó nó được quản lý bởi một cái class là class string. Thì các bạn chưa học đến class cho nên là các bạn chỉ cần sử dụng cái string này để quản lý chuỗi thôi là được ha. Như vậy thì đối với string này các bạn có thể làm gì đây? Các bạn có thể dùng cái hàm getS để đọc một chuỗi từ cái dòng nhập console ha. Cái này được định nghĩa trong Standard Input Output Library, các bạn có thể tham khảo. Một số bạn nếu như các bạn xài cái hàm này
Ở trên Windows thì nó sẽ nói là cái hàm này nguy hiểm bởi vì có khá nhiều cái vấn đề liên quan đến quản lý bộ nhớ. Và tôi sẽ quay trở lại cái vấn đề này khi chúng ta nói chuyện về array mảng. Ngoài ra thì khi các bạn làm việc với những cái dòng nhập xuất như là IO stream thì các bạn sẽ thấy là dùng getline cũng rất là tiện. Thì đây là những cái cách để các bạn đọc chuỗi. Rồi các bạn xem qua một cái ví dụ này để các bạn có cái hình dung kỹ hơn về cái việc thao tác trên chuỗi. Ví dụ như trong trường hợp này tôi khai báo một cái biến tên là username và biến này có kiểu là string. Kiểu này là kiểu của người dùng định nghĩa hay nói cách khác là có cái thư viện string. Trong này nó đã cung cấp một cái class là string rồi. Cho nên bây giờ các bạn mới khai báo một biến có kiểu này được là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì là các bạn đọc thì cái cách đọc một cái dòng mà bạn nhập vào á thì các bạn gọi cái hàm getline. Có hai cách gọi ha, hoặc là bạn gọi getline xin username hoặc bạn có thể dùng như thế này. Xin dot getline username. Cách nào cũng được, không có phức tạp lắm. Tại sao không dùng cái xin username? Cái này thì nếu như bạn đã từng làm việc với chuỗi thì các bạn sẽ thấy vấn đề ngay. Tôi sẽ demo cho các bạn xem tình huống này. Ok, tôi sẽ clean code một tí ha. Rồi. Ở đây chúng ta cần một cái string. Chúng ta chưa có đúng không nè. Vậy thì tôi sẽ include cái thư viện này vào string. Các bạn lưu ý cái string này sẽ khác với lại cái C-string ha. C-string là một cái thư viện hỗ trợ thao tác trên cái chuỗi literal string và nếu như các bạn thấy thì nó sẽ tương đương với string.h. Hai cái đó là tương đương. Bây giờ tôi sẽ dùng cả hai thư viện này để cho các bạn thấy thao tác trên từng thư viện. Thì đầu tiên tôi sẽ có một cái dòng thông báo please input username. Ok. Và lúc này chúng ta sẽ đợi người dùng nhập vào. Như vậy nếu như tôi sử dụng các phương pháp nhập bình thường, tôi nhập như thế này. Nhập string. Và tôi xuất ra một cái dòng welcome tên tôi hả. Rồi như vậy thì bạn sẽ quan sát cái tình huống như sau. Tôi sẽ nhập tên tôi trong cái input này. Và các bạn sẽ thấy là cái output mà tôi kỳ vọng sẽ là Welcome Saitama Sensei. However, cái vấn đề ở đây là gì? Khi bạn dùng cái thủ tục đọc một chuỗi ký tự á, thì cái dòng nhập xuất của bạn nó sẽ làm một cái thao tác là nó đọc tất cả những ký tự cho đến khi nó gặp một cái ký tự dừng. Và ký tự dừng trong trường hợp này được định nghĩa là ký tự xuống dòng hoặc là cái khoảng trắng. Và do đó lúc này bạn chỉ đọc được tới chữ Saitama thôi. Và nếu như mà tôi nhập thêm một cái giá trị khác, ví dụ như là S đi ha. Tôi khai báo thêm một cái biến nữa đi. Rồi. Và rồi các bạn đoán coi nếu như tôi nhập thì sẽ ra cái gì? Chỗ này các bạn sẽ thấy là khi tôi đánh như thế này có nghĩa là gì? Trên cái dòng nhập cái console của bạn thực ra cái đầu đọc nó đang dừng ở cái khoảng trắng ở ngay đây. Và khi bạn đọc cái chuỗi tiếp theo thì nó sẽ bỏ qua cái đó và nó đọc cho tới nó sẽ bắt đầu từ cái ký tự đầu tiên này, nó đọc cho tới hết chuỗi. Thì đó là cái cách mà bạn làm việc với chuỗi. Như vậy nếu như tôi muốn đọc nguyên một cái dòng nhập á thì tôi không dùng cái lệnh input như thế này được mà tôi phải dùng
Getline. Str. Okay. Nhưng mà cái getline mà bạn viết như thế này thì không ổn. Tại sao? Tại vì về bản chất á, cái phương thức getline này mà bạn viết trên cái này thì input nó sẽ khác. Xin lỗi. Ok. Như các bạn thấy á, cái hàm getline của scene nó nhận vào hai đố số, không phải là kiểu string mà là kiểu con trỏ ký tự hả? Và nó có thêm đố số về kích thước nữa. Cái này tôi sẽ giải thích cho các bạn khi các bạn làm việc với array. Nhưng mà tạm thời bây giờ nếu như các bạn muốn xài phương thức này thì bạn không thể làm trực tiếp như vậy, mà các bạn phải xài một cách trung gian và gọi cái hàm getline và cái đố số đầu tiên của các bạn là một cái input stream scene, và cái đố số thứ hai mà các bạn cần input là một cái kiểu string hả, basic string. Vậy thì lúc này cái dòng lệnh này sẽ gọi một cái hàm để nó đọc tất cả những gì bạn nhập từ scene cho đến khi nó gặp cái ký tự xuống dòng hay là lúc mà bạn gõ enter. Vậy chỗ này nếu như tôi nhập vào như thế này thì các bạn sẽ thấy nó đọc đúng cái chuỗi ha. Như vậy khi bạn thao tác về chuỗi, các bạn nên chú ý là chuỗi không đơn giản là các bạn dùng cái thủ thuật đọc như các bạn đọc ở trên dòng nhập bình thường là được, mà các bạn phải để ý cái đặc trưng của cái dòng nhập của các bạn là như thế nào và cái dữ liệu mà bạn muốn đọc nó trông như thế nào hả. Rồi như vậy thì đối với chuỗi thì các bạn sẽ có những cái hàm hỗ trợ, ví dụ như là string length dùng để lấy chiều dài chuỗi, string cache để nối chuỗi, string compare để so hai chuỗi, string copy để copy chuỗi. Tôi sẽ demo cho các bạn những cái chức năng này. Thì đầu tiên tôi sẽ cho các bạn một số thông tin ha. Ok. Length of your name. Thì chỗ này tôi sẽ gọi nếu như các bạn đang làm việc trên cái đối tượng là string á, thì thật ra chỗ này các bạn sẽ thấy là nó đã cung cấp cho các bạn các cái phương thức đó hết rồi, cho nên là tôi không có cần sử dụng bất kỳ cái phương thức nào đặc biệt. Nó hình như nó có length thì phải. No. Nếu như trên chuỗi này thì các bạn dùng size. Ok. Nếu như các bạn muốn dùng những cái thủ thuật khác, ví dụ như là str cat. Các bạn có thể dò những cái phương thức này trong cái document ha. Nếu như bạn dò phương thức này trong document của string thì nó có rất là nhiều, cho nên tôi sẽ không ngồi giải thích cho các bạn hết. Có thể chúng ta thảo luận trên lớp trực tiếp ha. Tuy nhiên tôi sẽ cho các bạn coi cái cách sử dụng string này nó dễ như thế nào. Ví dụ như trong trường hợp này tôi sẽ đơn giản là cộng cho một cái chuỗi khác. ABC đi ha. Rồi. Như vậy thì cái toán tử cộng này đã được định nghĩa lại trên string, cho nên lúc này các bạn sẽ thấy là kết quả của bạn ra là các bạn thấy không? Cái chuỗi mà nó xuất ra lúc này là một cái chuỗi dài hơn, cộng thêm một cái chuỗi mới. Rồi. Cái này là demo trên cái chuỗi bình thường. Bây giờ giả sử như tôi không xài chuỗi bình thường mà tôi xài cái chuỗi literal. Như vậy chuỗi literal này giả sử tôi có maximum là 128 ký tự đi. Như vậy thay vì tôi gọi cái hàm getLine theo kiểu này thì tôi cũng có thể gọi cái hàm getS như thế này. Được chưa? GetS như thế này thì các bạn có cái gì đây? GetS là đọc từ thiết bị nhập chuẩn tức là scene, nhưng mà lúc này các bạn gọi trên cái chuỗi S. Rồi
Giờ tôi sẽ thay đổi những thứ mà chúng ta đã làm, nhưng mà thay vì chúng ta xài string thì bây giờ tôi sẽ dùng len của s để cho các bạn thấy sự khác biệt ha. Chỗ này là string cat của s với lại abd. Okay. Như các bạn thấy thì cái get s này nó vẫn đọc hết một dòng ký tự từ cái đầu số giống như chúng ta kỳ vọng, đúng không nào? Không có gì khó. Vấn đề ở đây là các bạn thấy một số thay đổi khi các bạn làm việc với cái literal string, tại vì literal string nó là một cái dạng thô của chuỗi. Do đó các bạn sẽ dùng những cái hàm được cung cấp trong string.h hoặc là cstring để thao tác. Thì những cái hàm mà tôi giới thiệu các bạn trong cái slide đó là chính là những cái hàm này. Ví dụ như string len này là để lấy chiều dài chuỗi, string cat là để nối chuỗi, string compare là để so trùng chuỗi, vân vân ha. Rồi, đó là cơ bản những cái cách mà các bạn có thể thao tác trên hai cái chuỗi.